hát lô chào mừng tất cả anh em đã trở lại với cái kênh trải nghiệm TV chúc tất cả anh em một ngày thật là vui vẻ nè hôm nay cái giọng hơi khó nghe chút xíu nha anh em né đi đâu bữa nay là test đam tại server mà thì bị cảm hôm nay nên giọng hôm nay bình luận hơi khó nghe nên anh em thông cảm giúp mình nha thì như lời đã hứa thì clip trước mình làm một clip đó là review cho các anh em là một cái con bot cổ thì mình đã có nói là mình sẽ làm một clip bk của người phay thì tự giờ các anh em thấy không là ghi phay của mình là vô địch thủ anh em ạ à. không có người mà để hạ mình nổi đây là những cái màn khởi động để mình test đam từ nhân vật rồi một lát nữa mình sẽ vào ăn boss nhào vô đám đông như là các anh em tưởng tượng như cảm tử quân vậy đó hiện giờ mình đang review và chia sẻ cho các anh em là tại sao vào du long nha nằm cụm máy chủ hà nội do mò dương hiệu phong đang trông coi và quản lý nhiều vậy được rồi anh em tới giờ sang bót rồi lên ngay vừa luôn cái mắt ai cái nào né ra này mấy đó nè mấy đó rồi. né ra giờ này tới giờ của anh nha đây nhào vô anh em nhào vô như gì nó mới sướng nha anh em nhào vô cứ việc đậm đá cú nhéo cá kiểu thì giờ này bot nó sẽ gom lại một cục ở đây là nó sẽ nắm đầu từ anh nó đá ổ lộn từ anh nắm đầu bot nó đá chứ thì uh, tất cả các anh em thấy là server đang bu gắt đông tại cái map agana thì sẵn đây mình sẽ mượn một cái điểm nóng này mình sẽ test đam luôn nha thì các anh em thấy không mình nhậu vô đây mình đánh như một vị thần luôn các anh em không thấy mình ở đâu luôn tại vì nhiều người quá mình không có bung gần lại được mình bung xa để cho các anh em thấy là cái cảnh toàn diện nhất cái cảnh ăn boss tại server du long thì uh, đây là một con kỳ phay mình cộng theo hướng đó là full dam full dam nha Chứ không phải là thủ đâu, đây là mình cộng hướng full dam để cho các anh em xem là nó sẽ như thế nào Thì uh, lúc trưa mình đã có test rồi, mình đã có test là theo hướng là full thủ, hỏi coi nó có trụ được không Nhưng mà làm bao cát thì được, nhưng vẫn hào máu nha các anh em nên mình đã sửa sạng lại là mình sẽ đi theo hướng full dam để mình giàu mình kết liễu một cách là nhanh nhất có thể vì là server tầm này á, thì người ta đã rất là khỏe rồi thì người ta full bút đồ các kiểu nó tự giờ ngọc nó rơi như mưa mà mình không lụm được gì chân anh em ngọc. chưa ăn thỏ thì còn lụm được một viên ly phay giờ này thì nó rơi cả tò lô hết trơn mà anh khen nói Hằng nào BK thì đéo lụm được Ngọc thì khỏi cần lụm anh Giờ này em vô em test mà em đâu có cần lụm đâu Giờ này em vô em cứ bợp tay không hề Chứ đâu có cần lụm anh được rồi Chứ đâu cần lụm Ngọc Anh em thấy không Ngọc nó ra hoài hoài luôn vậy đó Thì uh, nhìn uh, nằm sắp lớp sắp lớp Để chờ mình kêu tên rồi đứng dậy nha hiện giờ thì đang rất là đông người ta bu lại đây người ta ăn người ta không có bật bk nha chỉ có mình nên mình là lạc đời lạc hậu và dưới là lạc bài nhất đi vô bk túi bụi hết trơn không biết ai quen ai lại cho vô cứ việc nắm đầu quánh nắm đầu quánh ra kìa nó nằm sắp lớp về trơn các anh em thấy không thì hiện giờ chừng nữa mình sẽ có làm clip sau nếu mà có thời gian rảnh mình sẽ làm một clip sau test solo từ class thử coi nó sẽ như thế nào nha cái này mình cộng theo hướng là đại trà nha vì cái cách cộng điểm á, thì nhiều anh bờ gồ anh đã có sôi rồi và wow, đã có ai cũng đã có cộng hết rồi cái gì sao chơi mà chơi xin đừng có cho anh đó cho em là được rồi nào đừng có cho anh đó nha chơi mà chơi xin lụm không được mà xin như mình là quân tử nè chúc cho em được rồi <laughs> đậu xanh quánh người ta cho đã vậy này xin cho em lá kem xin năm viên lipa cái gì vậy trời? Mình mình đặt cọc trước mà anh anh còn xin nữa hả? Thì Phan để nằm trước đi rồi hả xin ngọc sau nha. Giờ này để cứ diệt vô nằm xả lai tự lai. Từ giờ các em thấy không là có ba con Magis, ba anh Magis chứ, ba anh Magis đứng ba góc đây, đứng ba góc hình tam giác cứ diệt sẽ vô hoài không biết ba này là một tem hay sao á. Thì một lát mình sẽ thăm hỏi coi là dưới mấy anh này có được không nghe tới tự giờ ba anh nói sau lưng cứ quánh ầm ầm tới hoài còn thêm cái anh nát nữa anh nát anh quánh cho nát silver luôn anh nát là hình như là Magit nha đó hôm nay bấm vô là tên Magit giờ này đó mình chỉ nằm thôi các anh em chỉ nằm thôi chứ không làm cho ảnh phê phe nó tự giờ cái ông lô bk tôi lum được hai viên thì đó các anh em thấy không cái cảnh bk nó cực kỳ nóng luôn và mình đang ở trong chuyến giữa mình không có tem chung với ai nha một mình ơn của mình luôn mình chấp hết anh em ạ à. mình bước ra dỗ ngực xuyên tên mình chấp hết luôn không ngại bố con nào hết giờ này á thì tầm này thì boss nó đã chết rồi nên người ta sẽ bơi ca lộn xạ hết đợi một lát nữa xem có có nào mà đi lạc bài mình sẽ bắt nha giờ này thì mình đứng lên là té đứng lên là té chứ không có chạy được nha đây có một anh lạc bày nha anh đắt lót này anh không hề mà chống cự đâu nếu mà anh chống cự là bụng mình sẽ bự ngay đảm bảo với các anh em một điều luôn thêm một anh nó cũng chấp luôn chứ giờ này cần hai là chuyện bình thường các anh em ạ à. giờ này mình căng hai là chuyện bình thường thôi chuyện nhỏ như con gùa chứ không có gì mà lớn lao hết cái này phải không đắt lót không hề chạy được luôn tuy là lúc đầu đắt lót nó có lượng đam là nhích nhảy hơn mình thật nhưng mà không trụ nổi đâu nha đảm bảo luôn mình sẽ dí luôn cho các anh em xem mình sẽ gược luôn đánh ngừ chạy đi chứ ai đánh ngừ chạy lại ha bây giờ là người này chạy đi nè quánh nè quay mặt lại cũng lánh mà chạy cũng quánh luôn mình test chừng nào mà cho chạy mặt thì thôi nha Thử coi anh này anh có nói gì không giờ mình dí được là dí luôn tại tự giờ ba người mà đứng ba góc quánh nó thì úi giời ơi luôn giờ này thì mình dí lại chứ sau giờ các anh em không? cá ăn kiến kiến cá hậu đời là gì mà cá ăn kiến kiến cá cái quy lực rất bình thường thôi các anh em chạy thì chạy chứ mà dí thì dí cái này định lực gì phải phản ai không phản anh tầm này ai không phản người nào cũng có phải của phản nằm trăm hết chứ người nào không phản đâu và video test đam của mình ừ. tại server du long sẽ xin tạm kết thúc tại đây nhớ anh em có thắc mắc gì hãy comment tại video hoặc là inbox ngay vào luôn mình sẽ chia sẻ nha bye bye